Morning flight, I'm going to gym. Bữa sáng Dương làm xong rồi, xin mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Đây, đi ra mời bà nội ăn sáng rồi con. Đi, bà nội ăn sáng với anh đi. Nè, của con nè con. Nè, đưa cho bà nội. Nè, Dương đi lấy bắp cải cắt cho mẹ chồng Dương. Nè, cây dao nó bé quá ha. Cây bắp cải mình phải cắt nhỏ nhỏ ha. Mẹ sợ chúng đứt tay. Bữa nay Dương đi cắt phụ cho mẹ. À, hát mà. Ready to help her? Can be a bit small piece. Dạ, nắm tay ba, nắm tay ba đi. Con nắm tay ba đi. Ơi xin chào ạ. À. Ơi Vi xin chào. Rồi con xin chào ông bà cô chú đi. Rồi ơi đi tới đâu phá tới đó gì trời. Của mẹ, của mẹ. Của mẹ. Trời trời nắm cái bịch rồi đi kìa ông bà cô chú coi kìa. Nắm tay ba đi vậy đó. Ơi. Rồi đi coi con đi cho ông bà cô chú xem coi. Rồi xí ra. Ôi đi. Rồi vậy nãy xin chào. Rồi bữa nay giỏi ta biết xin chào ông bà cô chú nữa. Namaste people. Namaste people. You say namaste. Namaste sao? Namaste. Namaste hả? Shopping. Bà nội chỉ nó namaste. Namaste. Bà nội chỉ con namaste kìa. Namaste. Small ladies, ma. Small ladies. Ah, this one. Ha? Ladies. More small. You cut, you wash? No. No, I know. This wash? I cut then I dip in no, the wash. No, this wash. And put it in small pieces in this. Yes, wash. Wash and cut. Cut and wash or wash and cut? Wash and cut. I'll wash. Baby is wearing shoes on that. À, Dương định cắt rồi mới rửa. Mẹ chồng thì chỉ là rửa xong rồi hả cắt. Put it in this. Để xem coi cái cách mẹ sao để mai mốt làm cho giống. Cut into small pieces not easy to wash. That's why big pieces fine. You can put it here. Yeah. Look at him. But wash like that finish? Yes, huh? Enough. This is enough. Why? Bà nội đi lấy đậu đang nội nấu cà ri. Này đậu lăn á bà cô chú. Đỏ rồi con. Đỏ rồi con. Bà nội bà bỏ gia vị vô á. Bà nội bỏ gia vị vô nấu á anh Phi.
Hồi nãy coi bà nội bỏ cái gì vô. Dầu ăn, bột nghệ. Nay lần đầu tiên cắt bắp cải kiểu Ấn Độ luôn bà cô chú. Mẹ chồng chỉ cắt gì nè. Cắt đại nè. Ladies honey. Cabbage, yes. À, cắt ladies đúng không? Super. Đúng không? Anh Dương cắt kiểu Ấn Độ cho ông bà cô chú mình xem. Anh Poland chạy. Hả? Cắt kiểu giống như ngay cái gốc vậy nè, cắt xéo xéo gốc vậy nè. Rồi cắt nhỏ. Hồi nãy Dương cắt nó dài rồi Dương cắt ngắn lại không giống. Hay cắt ngay gốc vậy đó. Mẹ chồng Dương xào cà chua với lại củ hành với lại ớt khô á, xào với ít gia vị để mẹ nấu cà ri á. À. Mẹ nói gì? Little bit don't. No, Dương cũng không phát âm đúng đâu, nhưng mà mẹ nói cái cà ri này nè là ít gia vị. Nấu theo kiểu ít gia vị. Nấu kiểu ít gia vị á, là nấu cà ri với lại đậu lăng thôi á. You fry cabbage with coconut? Grate. Put it in mixie. And then put in cabbage. Grate it. Mẹ Dương lấy dừa khô á, cái quay nhuyễn ra như là nó nhuyễn như sinh tố vậy đó. Rồi cái bắt đầu cái để vô cái bắp cải này nè ông bà cô chú. Là cái món xào á, món xào của người Ấn á, hay xào với dừa khô vậy đó. What you order, honey? Hammer. Hammer for what? Hammer for what? Hammer to break. Break what? Break what, honey? Honey, break what? Anh chồng Dương anh đặt cái búa để mà để dành để cắt trái dừa khô đó ông bà cô chú, để đập dừa khô á. Ở đây người ta bán nguyên trái dừa khô vậy nè, nó nguyên cái trái vậy đó. Anh mua cái búa nặng đập trái dừa khô. Anh nói cây dao anh đập khó khăn quá à, đập nó không bể. Trái dừa của Ấn nó cứng dữ lắm ông bà cô chú, đập nó không bể nổi. Rồi anh mua cái búa heavy hả? Ồ, nó cái búa đây nặng lắm luôn. 23 slide.
23 slotty hả? Tính ra khoảng 140.000 á. Cái búa 140.000 á, để dành đập cái dừa vậy đó ông bà cô chú. Nhà Dương vậy đó ông bà cô chú. Mẹ chồng Dương nấu xong cái bắt đầu tới Dương nấu. Tại vì đồ ăn của mẹ nấu thì mất nhiều thời gian hơn á, cho nên Dương để cho mẹ nấu trước. Để mẹ làm cái khác Dương ăn cái gì Dương nấu sao. Bữa nay Dương làm thịt kho mà cô chú ơi. Thịt kho với lại củ cải trắng. Thịt kho? I can eat a little bit. Thịt kho. Ừ. Not over. I started the gym. I have to eat meat. Yeah. After 3 months, started the gym. Anh chồng Dương bữa nay đòi ăn thịt nữa bà cô chú. Anh nói với Dương là bữa nay anh bắt đầu đi tập thể dục lại á, đi tập gym á, nên là cần phải ăn thịt vô. Okay. Much. Can you eat with me? Dạ anh chồng Dương anh đi ăn cơm trưa đó ông bà cô chú. Anh nói anh đói bụng rồi. Chờ Dương nấu lâu quá. Thôi anh ăn cơm mẹ nấu trước. Nè, bữa nay mẹ nấu cà ri nè, đậu lăng á. Mà nấu theo cái dạng ít gia vị đó. Hồi sáng Dương có nói nấu ít gia vị á. Cơm, đậu lăng. Với lại bắp cải xào, sáng xào với dừa khô. Ngon không? Nè, mẹ xào dừa khô vậy nè. Bữa nay con dâu cắt cho mẹ đó. Bữa nay Dương cắt cho mẹ Dương á. Tại vì cái dao nó bén á. Mẹ thì lớn tuổi nhìn nhiều khi cái dao nó mỏng á, mẹ sợ đứt tay. Mẹ nói bên Ấn á, mẹ cắt cái dao nó cái bản nó dày á, mẹ không có sợ đứt. Bữa nay cái bản mỏng quá, sợ không thấy đường dễ đứt tay. Rồi thêm cái nước cái sốt giống như nước sốt của trái trái xoài á, trái xoài người ta làm thành cái sốt nó cay dữ lắm, nó ấy thêm cái đó cho cay á. Thank you.
lên ông bà cô chú. Hồi nãy chồng Dương nó bụng nó ăn trước á, giờ Dương mới nấu xong cái Dương ăn, ngủ mẹ chồng Dương ăn luôn, mẹ chồng Dương chưa ăn. Dương ăn chay còn Dương ăn mặn. Mình xếp thêm không? Mình xếp thêm không? Mình xếp thêm không? Video less rice. mẹ nói là mẹ ăn ít. Xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với gia đình của Dương nha. Dương xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm trưa với gia đình của Dương nha. Spoon. Let's try to break one coconut. Ok em ạ. How is it? How is it? Great. You can break well? Yes. Finished. Holy. Khổ này, ăn vừa khô phải mua cái búa đặc gì đó mà cô chú. Super. Dừa khô nè, dừa khô của Ấn Độ nè. Cái it's cơm from India. Cái cơm nó dày. Cái cơm nó dày. Super. Nấu cà ri gà ha. Yes. Product is success. Gà ba cho nó uống nước cam mà nó giật cái muỗng à, nó đòi cho bằng được á. Rồi con múc uống đi, con múc cho. Con múc uống đi, con múc. Ôi trời. Con múc uống đi. Con múc uống đi cho ông bà cô chú xem anh Vi giỏi kìa. Anh Vi giỏi, anh Vi tự biết múc muỗng luôn á nha. Ông bà cô chú xem anh Vi tự múc muỗng anh Vi uống nha. Mỗi chân hả? Nè ba đút cho con uống. Giỏi. Orange. Giỏi dữ vậy ta. Stand. Good. quay qua uống là giỏi kìa. Giỏi nha con. Cái cây nó bắt đầu nó búng hoa lên đó cả nhà. Cái cây này nó ra sớm nhất trong mấy cái cây ở đây nè. Cái cây ở đây nó chưa có ra gì hết, là cái này nữa nó nở hoa sớm nè. Cái hoa nó nở đều đẹp lắm. Nên nào nó nở như quay cho bà cô chú xem. Bây giờ nó rồng nó búng cái hoa ra rồi đó. Bữa nay anh chồng Dương nấu cà ri gà nè ông bà cô chú. Gà cái ảnh lột da ra hết trơn vậy đó. Giờ cái anh bỏ đồ ớt vô. Masala hả đi? Chicken masala. Giờ anh bỏ chicken masala. Giờ anh cho muối vô. Giờ anh cho thêm một muỗng sữa chua nữa. Ấn Độ là nấu cà ri là hay bỏ sữa chua dữ lắm. Anh nói ớp gà cho thấm á.
ba ướp gà cho thấm á. Tại vì mẹ chồng Dương ăn chay đó, rồi ảnh thì bây giờ ảnh đi tập gym á, cái ảnh cần ăn mặn có protein để đi tập gym á mà cô chú. Cái thấy vậy cái ảnh nấu cà ri gà ảnh ăn. Anh cho bột nghệ, tiếp theo là bột ngò gí. Ngò gí á, người ta khơi khô thành bột ngò gí. Rồi anh cho bột ớt, đậy lại. Anh nói anh ớt thịt cho 1 tiếng sau anh mới nấu. À, anh nói nấu cà ri đơn giản, anh ớp sẵn vậy là lát anh nấu đơn giản. Dạ anh đi lấy ngò gí với lại cà chua, ớp. Ba làm việc đó. Thấy ba làm gì cắt củ hành giỏi, cắt lẹ không cắt. Anh chồng như anh đi nấu cà ri gà đó, anh lấy ba cái tiểu hồi với lại thảo quả nè, anh lấy gia vị lát anh nấu nè. Lấy lỗ anh đi ba bình. Yeah, kêu mi ba ni xe đi á. Ừ, đó lấy nữa đó, đi ra lấy cơm. Ba nó nấu ăn mà nó nắm chân nó đòi ba nó bồng vậy đó. Chicken. Look at this after 1 hour. Mm-hmm. How? Just put it.
cook for some time, then close, finished. It's a simple curry. Anh chồng Dương anh nói sau một tiếng cái bắt đầu thấy gà nó sạch sạch rồi đó. Cái anh nói dễ lắm. Nấu cái này xong cái bỏ gà vô cái là nấu cho nó chín gà là xong. Anh nói bữa nay anh nấu cà ri đơn giản. Có một tiếng 40 phút. Uh-huh, 40 phút. Cook. Cook for 40 phút. Gừng với tỏi xay nhuyễn. Little bit washed cashew nuts. Hạt điều. All the chicken mix inside this. Ấn. Xào cho cái thịt gà nó săn săn lại, cái anh đổ nước đậy nắp lại nấu nè ông bà cô chú. Cái này anh nấu tầm chừng 20-25 phút là chín à. À, bây giờ cà ri của anh chồng Dương nấu chín rồi nè ông bà cô chú. Xin mời cả nhà mình cùng ăn nha. Dương nhìn thấy ngon lắm. Tối nay mẹ chồng với anh chồng Dương ăn tiếp chapati. Dương thấy anh chồng Dương thì anh thích ăn chapati lắm. Phải dò dò lại cục vậy đó rồi bắt đầu mới cán. Dương xin tạm dừng video hôm nay tại đây. Hẹn gặp ông bà, cô chú, anh chị và các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất là nhiều.